Thưa quý vị và các bạn, cá rô đầu vuông được một người nông dân ở tỉnh Hậu Giang phát hiện đầu tiên năm 2008. Xuất hiện cách đây không lâu, nhưng với những ưu điểm vượt trội so với cá rô đồng, cá rô đầu vuông đã thu hút sự quan tâm của nhiều người nông dân. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, việc nuôi cá rô đầu vuông đã không còn quá mới mẻ. Tuy nhiên, do là loài cá đột biến từ cá rô đồng, nên muốn nuôi cá rô đầu vuông đạt hiệu quả cao, người nuôi cũng cần nắm rõ kỹ thuật nuôi từ khâu chọn giống cho đến quy trình chăm sóc. Dù không nhiều, nhưng hiện nay tại Đông An cũng đã có những mô hình nuôi cá rô đầu vuông thành công. Diện tích nuôi cá rô đầu vuông chủ yếu tập trung ở các huyện Mộc Hóa, Tân Trụ và Cần Đước. Hình thức nuôi chủ yếu là nông hộ. Cá rô đầu vuông có ưu điểm là lớn nhanh, hệ số tiêu thụ thức ăn thấp. Theo kinh nghiệm của các hộ nuôi thì chỉ tốn 1,4 ký thức ăn cho 1 ký cá. Trong khi đó, nuôi cá rô đồng bình thường tốn đến 2 ký thức ăn. Theo tính toán, nuôi cá rô đầu vuông thương phẩm mang lại lợi nhuận rất cao do đặc điểm cá rất mau lớn. Trung bình thời gian nuôi 4 tháng đầu có thể đạt trọng lượng 6 con 1 ký. Nếu nuôi kéo dài 7 tháng, trọng lượng cá có thể đạt từ 500 đến 800 gram một con. Nhiều cặp cá giống bố mẹ nuôi lâu ngày có thể đạt trọng lượng 900 gram một con. Nếu thời gian nuôi cá càng kéo dài, kích thước và trọng lượng cá càng lớn, chứ không giảm cân như cá rô đồng, chất lượng thịt cá cũng tăng theo trọng lượng. Chính vì những ưu điểm trên mà người dân các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã đổ xô đi tìm cá rô đầu vuông để thả nuôi. Tuy nhiên, như trên đã nói, đây là loại cá đột biến từ cá rô đồng, nên để chọn được giống tốt, người nuôi cần thiết phải biết phân biệt những điểm khác của cá rô đầu vuông với cá rô đồng mới có thể chọn được con giống thuần. Một số các đặc điểm của cá rô đầu vuông so với cá rô đồng khác biệt ở chỗ. Thứ nhất là ở phần đầu thì thường là có những cái gồ cao hơn so với cá rô đồng. Rồi cái phần cuối của phần lưng tiếp giáp với đuôi thì có một cái chấm đen. Và khi cá lớn lên thành thục thì cái phần lưng nó thường là có những cái dấu hiệu là hơi cong hơn so với cá rô đồng. Trong cái công tác chọn lọc giống cũng như trong cái công tác sản xuất giống, hết sức lưu ý là phải thường xuyên chọn lọc đàn, đặc biệt là chú ý cái việc lai tạo, tránh lai tạo gần sẽ dẫn đến cái hiện tượng đồng huyết và xuất hiện những cái đàn giống xấu. Một cái xu thế hiện nay là người ta muốn lai tạo giữa con cá rô đực đầu vuông và con cá mẹ là cá rô đồng. Được chọn lọc kỹ thì sẽ góp phần tăng cái sức sống của cái đàn giống mà vẫn đảm bảo cái tốc độ tăng trưởng tốt hơn. Về góc độ kỹ thuật thì chúng tôi thấy rằng là ở cái hiệu quả và cái đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì tốt nhất là chọn cái loại cá giống kích cỡ khoảng từ 200 đến 250 con trên 1 ký thì thả nuôi nó sẽ đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như là trong cái quá trình vận chuyển thì cá nó sẽ khỏe mạnh hơn. Chỉ mới bắt đầu nuôi cá rô đầu vuông từ tháng 3 năm 2010, nhưng anh Nguyễn Thiện Chí, hiện ngụ tại xã quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ, cũng đã mạnh dạn đầu tư để thả loại cá này trên 7.000 mét vuông mặt nước. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi cá thương phẩm, anh Chí còn chọn lại những con cá dược đàn, tức là những con có trọng lượng lớn hơn những con khác để nuôi cho cá đẻ và chọn nguồn giống từ đây. Hiện tại, anh đã chọn và đang nuôi khoảng 500 cặp cá bố mẹ để tiếp tục ươm giống. Với thuận lợi có nguồn cá giống tại chỗ, anh ươm cho cá đạt trọng lượng khoảng 200 con một ký mới bắt đầu thả nuôi. Với trọng lượng này, tỷ lệ hao hụt sẽ giảm xuống, đồng thời gian thu hoạch cũng ngắn đi, chỉ cần 1 tháng rưỡi là có thể thu hoạch so với 4 tháng nếu phải thả nuôi cá bột. Để đầu tư 1.000 mét vuông ao nuôi cá rô đầu vuông, người nuôi cần 40 triệu đồng, kể cả chi phí cho cá giống và thức ăn. Nếu tính bình quân 25.000 đồng một ký cá thương phẩm, với sản lượng hơn 2 tấn trên 1.000 mét vuông, thì người nuôi vẫn còn lợi nhuận khá cao. Đợt rồi thì cũng qua tìm hiểu thông tin trên mạng báo đài thì cũng biết dưới Hậu Giang có giống cái rô mới thì khoảng cũng 7-8 tháng trước tôi cũng có tìm mua xuống dưới mua một số bột về nhà ươm.
ương thấy đạt hiệu quả cũng được rồi mới sang ra 2 ao nuôi. Sau thời gian thì thấy năng suất cũng cao rồi mới ương thêm hai đợt thứ hai, là tổng cộng là tôi ương cỡ 2 triệu bột. 2 triệu bột thì ao đợt rồi xuất 1 triệu bột đầu tiên á, là 2 ao, một ao 1.000 mét vuông với một ao gần 2.000 mét vuông là năng suất là 7 tấn, tính cũng hiệu quả kinh tế cao nên tôi cũng tính đầu tư thêm dạng cá rô đầu vuông này. Cái thức nuôi so với cá rô đồng thì nó cũng giống nhau, ai có kinh nghiệm nuôi cá rô đồng rồi thì nuôi cá rô này thì cũng dễ tiếp xúc hơn. Kỹ thuật nuôi cá rô đầu vuông không khác nhiều so với cá rô đồng, nhưng khâu chọn giống cũng như chuẩn bị ao nuôi có vai trò khá quan trọng. Đối với việc chọn cá giống thì cỡ thả thích hợp nhất là từ 150 đến 200 con một ký. Cá giống phải đồng cỡ, không dị hình dị tật, cá bơi lội nhanh nhẹn, màu sắc tươi sáng. Khi thả cá phải thả vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Đối với ao nuôi, ao phải có diện tích tối thiểu trên 200 mét vuông, độ sâu mực nước chết từ 1,6 đến 2 mét. Xung quanh bờ ao phải thoáng, không có bóng cây, ao nuôi cá rô phải chủ động được nguồn nước cấp cũng như nguồn nước thải. Trước khi thả cá, cần tắc cạn nước trong ao, bắt hết cá tạp, rải vôi nông nghiệp với liều lượng từ 7 đến 10 kg trên 100 mét vuông. Phơi đáy ao từ 3 đến 5 ngày, sau đó bơm nước mới cho ao với mức nước 5 tấc. Định kỳ 7 đến 10 ngày thay nước cho ao nuôi một lần. Lượng nước thay từ 20 đến 40% lượng nước trong ao. Đối với thức ăn, cá rô đầu vuông có thể ăn thức ăn công nghiệp hoặc thức ăn chế biến. Với thức ăn công nghiệp, tùy giai đoạn sinh trưởng của cá mà cho thức ăn có độ đạm cũng như khẩu phần ăn khác nhau. Theo đó, cá giai đoạn từ khi mới thả đến 1 tháng tuổi, khẩu phần ăn là 5 đến 7% trọng lượng cơ thể. Giai đoạn 1 tháng đến 2 tháng tuổi, khẩu phần ăn 4 đến 6% trọng lượng cơ thể. Cá giai đoạn 2 tháng đến thu hoạch, khẩu phần cho ăn 2 đến 3% trọng lượng cơ thể. Ngoài thức ăn công nghiệp có thể tận dụng nguồn thức ăn chế biến từ cá tạp hay tắm cám. Cá rô đầu vuông cũng có một số bệnh thường gặp, người nuôi cũng cần lưu ý để phòng trị có hiệu quả. Trên cá đô rô đầu vuông thì hiện nay là phổ biến là gặp các cái bệnh về nấm do cái quá trình xay xác, do vận chuyển hoặc là đánh bắt hay là trong quá trình chăm sóc, thì để xảy ra xay xác trên cái thân cá thì cái điều kiện nấm và các cái ngoại ký sinh dễ cái có điều kiện tấn công, và đặc biệt là những cái thời điểm thời tiết lạnh nấm phát triển trên cái thân cá và gây thiệt hại rất là trầm trọng. Ngoài ra thì cũng có một số cái bệnh về đường ruột dẫn đến tình trạng là cá bị trướng bụng và chết. Qua thực tế thử nghiệm ở Long An thì chúng tôi thấy rằng nên bố trí mật độ nuôi vừa phải, ở mật độ trung bình khoảng từ 20 đến 25 con trên 1 mét vuông thì cá phát triển tốt, tình hình dịch bệnh nó ổn định hơn. Một cái thực trạng hiện nay là do cái khan hiếm, thành ra là một số cái cơ sở không uy tín thì chọn lọc đi những cái đàn cá vượt đàn để lại nuôi hoặc bán với cái giá cao, thì cái số lượng cá còn lại sẽ bán ra thị trường. Như vậy thì nếu bà con chẳng may bắt những cái lô giống này thì cái hiệu quả nuôi thương phẩm sẽ không tốt. Để giải quyết vấn đề này thì cuối năm 2010 này, trại giống thủy sản Bình Cách của Trung tâm Thủy sản Long An cũng vừa tuyển chọn và nhập một cái đàn giống bố mẹ đạt chất lượng khá chuẩn, với cái sản lượng với số lượng là khoảng 500 kg cá bố mẹ, để chuẩn bị cho cái kế hoạch sản xuất bột cũng như là ương cái cá giống, và sẽ đáp ứng đủ cho cái nhu cầu nuôi cho bà con trong tỉnh Long An trong cái năm 2011 này. Hiện tại, tổng diện tích nuôi cá rô đầu vuông ở tỉnh Long An chỉ khoảng 40 hectare, chiếm tỷ lệ khá nhỏ so với diện tích nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, với những ưu điểm vượt trội so với cá rô đồng, trong tương lai, việc người nông dân ồ ạt mở rộng diện tích nuôi cá rô đầu vuông là điều có thể nghĩ đến. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ, việc định hướng cũng như hướng dẫn kỹ thuật từ các ngành hữu quan là điều cần thiết, tránh trường hợp để cá rô đầu vuông một thời lên ngôi, để rồi sau đó bị trút vế vì cảnh đụng hàng dội chợ, thì người nông dân lại thêm khốn khó.